Kính thưa quý vị và các bạn, tôi rất thích bài hát Đâu Có Tình Yêu Thương. Bài hát này tôi được biết trong những lần tham dự thánh lễ tại Đài Loan. Trước đây ở Việt Nam tôi chưa từng nghe cái bài hát này. Và hôm nay một lần nữa tôi lại muốn quý vị và các bạn xem cái bài hát Đâu Có Tình Yêu Thương mà do nghệ sĩ Hoài Linh biểu diễn. Thưa quý vị và các bạn, đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, là đấy có ơn sủng người, đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi, đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui. Hôm nay tôi tham dự một cái khóa học vượt biên giới, một cái khóa học online, mà ở đấy các bạn xem với nhau như là anh chị em ruột trong một cái gia đình. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa chan nguồn vui. Tôi vẫn thích thế. Và một cái tính nhân văn của một cái con ngựa đau và tất cả những cái bạn online, từ trong nước, từ nước ngoài, từ nước Úc, từ Canada, từ Mỹ, miền Bắc, miền Nam, miền Trung, miền Tây, Đông Nam Bộ, các bạn chung tay lại và cùng nhau mổ xẻ những cái vết thương và đi tìm. Các bạn biết tìm cái gì không? Tìm một cái phương thuốc cho một người bạn. Và mỗi người một ý. Có thể rằng là người đó là 50 tuổi, cũng có thể là một em ở cái tuổi 20, cũng có thể rằng là phụ nữ đã có gia đình, đã có kinh nghiệm, cũng có thể là những người còn độc thân, nam có, nữ có. Nhưng chúng tôi cùng gặp nhau ở một điểm. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chứa chan nguồn vui. Tôi cũng xin hát tặng cho nhóm của chúng ta, nhóm vlog của gia đình, một bài hát Đâu Có Tình Yêu Thương. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bằng ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa trang nguồn vui. Tôi thì thuộc cái tiếp người tích cực. Ở đây tôi cũng không nói các bạn là cùng tôn giáo hay không cùng tôn giáo. Tuy nhiên tôi vẫn mượn cái lời đâu có tình yêu thương để nhằm gắn kết lại với cái gia đình vlog thành một cái gia đình, một mái ấm chung. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn các bạn đã cho tôi thấy được một cái sự nhân văn trong một cái khóa học. Xin cảm ơn sự chia sẻ của thầy và các bạn.